Dạ rồi, con cảm ơn cô ngay. Dạ. Hai chị em mình không giống nhau mà. Gì mô à, cái gì mà nói chuyện với My thôi. Từ 1 giờ nắng quá bà đâu có chịu qua. Đi theo chùm lông này, cái sợi lông mà mặt mưa cô ra bên trong. Chị không nổi, bị đuối sức. Đang trên đang lên cái chỗ cây luôn phàm mua đó. Được đó. Không, con bé Trinh kia. Kiểu như chị không nổi. Đã dễ sợ một mùa một nắng. Chừng nới thôi à, cho nhiều bữa rồi đó mẫn lao ghê đó ta.
kiến hay hiền đứa màu lam đó ta. Kiến kiến đừng có làm màu trang của Phú kiến nha. Right.